anh chị và các bạn quay trở lại kênh Vặt Sài Gòn Du Lịch nhé. Hôm nay mình tiếp tục ghé lại chị Út, mình quay món gỏi đu đủ, quay chia sẻ giới thiệu đến quý các bạn cùng khám phá nhé. Bây giờ đến đây chị Út bắt đầu mới dọn hàng cả nhà, quay cái quy trình dọn hàng. Em chào chị Út nha. Đây gỏi đu đủ, hoành thắng lá. Nay mấy món chị? 4 món. Ngày chủ nhật 4 món nha cả nhà. Bây giờ chất thịt heo lên. Thấy quá trời tôm này. Ở đây ở địa chỉ tại số 61 Công Chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11 cho cả nhà. Thời gian chị mở bán từ 13:30 cho đến hết nghỉ. Giờ khách đến đợi mua quá trời này. Mới dọn hàng. Đó, nguyên một thau ở tay heo với thịt heo. Giờ mang ra để bán cho khách. Chưa kịp dọn hàng khách đã đến đợi mua quá trời rồi cả nhà. Món này của chị Út rất hot này. Món này là món bánh canh cua, bún mắm. Được rất nhiều người Sài Gòn yêu thích. Thịt heo thái nhỏ. Tôm. Thấy hấp dẫn này cả nhà. Đây hành phi nhà tự làm. Con tôm con nào cũng to. Đều. Đó, tai heo. Cực đã luôn. Thịt heo vừa nạp vừa mỡ. Còn bên đây là đồ thành thắng lá. Trong tủ quá trời thịt heo, tai heo. Dưới này rau với cả đu đủ. Chưa đến giờ mở bán, khách đã đến rồi cả nhà. Mới có 1:10 à. Bây giờ làm gỏi cho khách. Gỏi đu đủ như thế này, 40.000 một hộp. Có cái bánh tầm bì với ba hộp gỏi nữa nha. Cuốn rồi cuốn rồi chị mấy cuốn rồi cuốn nữa. Ba bình thẳng. Ba con tôm 40k là thịt heo, tai heo. Đó bịch trắng là bịch bự đó. Đi 7 cái 280. Khách mua gỏi quá trời. Cái này ai gỏi ai cuốn không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chậm chạp quá. Cho bán cho nó bán ngủ đi chứ ngày dạo 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 con trai không rồi. Bớt nói đi, cái lời nó bớt khổ chút. Đúng rồi đó, thật sự. Nó không có biết được. Dạ, người ta về uống chặn uống đi. Nó giá bà cũng. Không biết được. Không có đó mà kêu là không. Mấy học không? Tao chi là không có sai được. Ở này có ai đi hay học này? Ba học chi đó đó, cái gì đó. Đúng rồi, ba học. Nó chạy vòng vòng đi chơi đã rồi quay chế độ. Món này phải 4 người bán mới kịp. Khách đợi mua quá trời. Bên đây là chị Út là cuốn gỏi. Gỏi cuốn này bữa nay bao nhiêu tiền một cái chị? 12.000 hả? Dạ. 12.000, có tôm, có thịt, có rau. Thấy cái cuốn đẹp như thế này. Dạ. Rau sống, rau thơm, giá, cuốn, tôm, thịt, 12k. Món này thấy khách đến sớm quá chị Út hả? Có hơn 1 giờ khách đã đến rồi, quá trời. Có không? Có chưa? Sao thấy có cuốn cho một miếng thịt, có cuốn cho hai miếng hả? Nhỏ thì 2 miếng. Dạ. Bán món này phải huy động thêm 2 nhân lực, con rể và chị gái ra phụ. Đây có gọi cuốn luôn nha.
mấy rau này để ăn bánh tăm bì, thấy tươi xanh rau nhìn rất hấp dẫn như thế nhỉ. Bên đây là mấy đu đủ ấy, làm gỏi thì bánh tăm bì. Bên đây thì tầm tôm da heo này ăn với thành khăn lá. Bên đây nguyên một nồi nước lèo sôi sục sục. Ở dưới này có hầm xương giống kiểu thịt tầm của mấy tôm rồi nè. Thịt ở đó nước ngọt có nhiều thứ lắm, nè thịt tôm rồi đổi tay heo rồi đó. Chắc nước ngọt hả? Ngọt lắm, ngọt ăn luôn á. Dạ. Tại vì nóng trong khô nhiều lắm. Vâng. Và thịt bằm ở trong đó luôn. Cái con dao nó bị cong quá không? Này con dao chắc có lục cắt thịt không? Không phải lục nhưng mà nó bị cong cái em cắt nó không có đứt luôn một lần. Hay lục mà nó bị cong cái thành ra nó không có đi thẳng xuống luôn đúng không? Thịt heo ngon quá hả? Ừ, nạc mà không ngon. Đó làm mà gỏi nữa thằng. Ai cũng gỏi vậy thì nó đúng. Bánh tăm bì 40 ngàn một phần. 40 ngàn một phần bán thiếu luôn rồi đó. Có tiền khói luôn rồi đó. Có tiền khói luôn. Chưa rồi đi. Lấy tiền khói luôn, học hồ luôn. Lấy tiền khói. Thank you.
chị làm cho em một phần gỏi mang về luôn. Vâng vâng. Thấy gỏi đây hấp dẫn lắm cả nhà. Và ai có ở gần khu vực này thì cứ ghé đây mua thưởng thức. Món này ngon. Có ăn rồi. Mình thắng cái gỏi đủ. Rồi, chắc còn thiếu có mình thắng đúng không? Đóng tí treo đó em mang về anh, để đó cho em. Trời. Rất đông khách này. Sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú các bạn rất nhiều nhé. Cô chú các bạn ai có đi ăn gỏi cuốn thì ghé đây ủng hộ chị Út nhé. Ở đây là địa chỉ tại số 61 Công Chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11 các bạn nhé. Thời gian mở bán từ 13:30 cho đến hết thì nghỉ.